Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Thì như là yêu cầu của mọi người đó, như là lời hứa của mình dành cho mọi người là clip buổi sáng của mình đã đạt được đủ 10.000 like. Vì thế mà bây giờ mình sẽ làm thêm một cái clip nữa cho các bạn xem nha. Ok, thì khúc đầu ấy mình để face cam một tí để cho các bạn xem, các bạn nhìn cho nó rõ. Rồi một tí nữa thì mình sẽ tắt face cam đi, bởi vì mình có cái thói quen ấy là mình quay Dragon City là mình không để face cam. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ vào ở trên Facebook, bởi vì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đập con heo nó như thế nào. Ok, thì ở đây nó đang bán được trong 5 con rồng Mevo này. Tuy là mình đã bỏ lỡ mất 2 con rồi, 3 con gì đó rồi, cho nên bây giờ mình sẽ không cần phải nạp thêm làm gì. À, mình không cần phải mua làm gì. Ở đây chỉ còn duy nhất một con rồng thôi các bạn ơi. Mình không hiểu tại sao con rồng ấy nó mắc thế mà nhiều người thích mua vậy. Không sao, cái này là mấy cái điểm danh ở đây này các bạn. Các bạn chơi trên Facebook thì nó sẽ có thêm cái mục điểm danh này. Và các bạn điểm danh tới ngày 15 thì nó cho các bạn cái cục 8 game lận. Nhiều phết ấy. Các bạn có thể chơi trên Facebook để nhận mấy cái điểm danh này. Và các bạn có thể chơi trên Facebook để các bạn nhận được cái sự kiện mặt trượt này này. Đó, hôm nào mình cũng vào mình chơi cái sự kiện này trên Facebook hết, bởi vì nó có cơ hội nhận được 5 game. Ok, nhưng mà cái cơ hội nó rất mỏng manh các bạn ạ. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn đây, không, mình chỉ được 1.000 trái cây thôi các bạn. Các bạn muốn mở lại thì các bạn cần 3 game. Hoặc các bạn có thể chơi cái super này, nó sẽ bỏ cho các bạn mấy cái đi, nó sẽ bỏ các bạn 3 cái đi mà các bạn mất tới tận 10 game, nên mình nghĩ là mình sẽ không chơi. Ok, đây là toàn cảnh cái thành phố rồng của mình. Đó, các bạn thấy chưa, toàn cảnh thành phố rồng. Thì mình nghe nói là sau khi mở rộng hết 6 cái đảo ra thì nó sẽ ra thêm 6 cái đảo nữa. Mình nghe đồn là có tất cả là 15 cái cơ. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ, đây, cái này thì mình đã đạt tới top 1 các bạn ạ. Mình đã đua top 1 rồi, có vẻ bà cô này không đua nữa. Và mình đã đạt đến top 1 rồi, bởi bà cô này chắc cũng nghĩ là sẽ đạt tới lap 15 thôi, cho nên là cũng không đua nữa. Và bây giờ cái mục đích chính của mình là chơi Facebook ấy, nó chỉ là đập heo thôi. Vì thế mà mình không làm những cái thứ gì khác ngoài công việc đập heo. Đây, con heo đây, nó full rồi. Đây, các bạn chỉ việc ấn vào đây và mua. Thế là xong. Đấy, thế là các bạn đã đập heo xong. So easy. Đó, thế là mình đã có 120 game. Các bạn thấy chưa? Đấy là cách mình đập heo. Bởi vì có rất nhiều bạn hỏi mình ấy, thì các bạn, nếu mà bạn nào muốn đập heo thì các bạn chỉ cần làm như vậy thôi. Thế nhá. Rồi, thì tạm thời là như thế. Bây giờ mình sẽ tắt cái Facebook đi, bởi mình tập trung tắt cả mạng này đi. Mình tập trung mình chơi ở trên cái phần mềm ấy, bởi vì chơi trên phần mềm nó sẽ dễ nhìn hơn là chơi ở trên Facebook ấy. Ở trên Facebook ấy, các bạn chỉ làm một số thứ như kiểu là đập heo, hay là các bạn vào các bạn quay mặt trượt thôi, chứ cũng không cần thiết là phải vào để chơi ở trên đấy, bởi vì chơi trên đấy nó rất là khó nhìn. Đấy, thì tại vì sao mà các bạn lại phải chơi trên Facebook khi các bạn đã có cái phần mềm này, chơi thật là dễ nhìn, đúng không? Các bạn chơi ở trên điện thoại nó sẽ dễ nhìn hơn là chơi ở trên Facebook ấy. Rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái tập này ngay. Và ở tập hôm nay thì chúng ta sẽ có cái gì? Đợi vào game đã. Rồi, đã vào game. Hình như là cái đảo của mình nó bắt đầu lớn rồi các bạn, cho nên là mọi thứ nó đang càng ngày càng lắc. Wow, ở trên Facebook là còn một con, ở trên ứng dụng là còn 28 con các bạn. Rồi, không quan tâm. Thứ mình quan tâm bây giờ là nhiệm vụ của cuộc đua lần này. Ok, hiện tại mình đã có 139 game sau khi vừa đập heo xong. Thì nhiệm vụ của lần này là thu hoạch trái cây và thu hoạch vàng. Bạn thấy này, mình đã đạt top 1 rồi. Bà cô là chỉ thua mình mấy bước thôi, hai người cũng lắp 13. Đấy, cuộc đua này thì hầu như ai cũng đua hết các bạn ạ. Ai cũng đua hết chứ không phải hầu như hết. Ai cũng đua này, người thấp nhất là lắp 2. Còn mấy người ở phía dưới này đua khá là đều với nhau. Tuyệt vời. Lâu lắm mình mới thấy có một cái cuộc đua nó hào hứng như vậy. Rồi, trước tiên là mình sẽ đi thu hoạch mấy cái này để kiếm thêm trái cây này. Rồi, mình sẽ thu hoạch vàng để kiếm thêm điểm. Mình hy vọng là mình có thể đủ điểm, không thì mình cũng sẽ bỏ qua thôi. 11/18. Mình cần 23 cái nữa. Một cái, tuyệt vời. Bây giờ càng giảm nhiều thì càng giảm nhiều thì sẽ càng được nhiều điểm nhá. Ok. Rồi, coi như là không được đi. Rồi, cái này 9/10 này. Cái này 12/18. Mình sẽ bỏ qua hết 12 game. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo, cuối cùng của lap 13, đó là cái nhiệm vụ battle các bạn. Có nghĩa là các bạn bây giờ nhá,
không quan trọng nữa rồi, các bạn cứ đua bình thường thôi, bởi vì chỉ còn một vòng thôi mà tới tận 7 ngày nữa. Bây giờ các bạn đạt tới lap 15 thì nó cũng không cho ngay các bạn đấy con high score Dragon đâu. Vì thế bây giờ mình sẽ không dùng game để bỏ qua đấy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng game để làm những cái việc khác nó có ích hơn, ví dụ như là mở rộng đảo hay gì đó, nó tương tự như vậy. Ok, nhưng mà trước tiên là chúng ta phải đánh cái này đã. Ủa sao đây gặp toàn rồng Legendary này. Mình nghĩ là bây giờ mình bắt đầu bỏ qua mất 4 game rồi đấy các bạn. Nhưng mà phải đánh nó mới biết được. Đây mình có một cái con, mình sẽ cho con Minecraft ra đi. Con Minecraft đi mấy cái này là hợp lý nhất rồi. Đấy. Đây có chiêu này. Con rồng rùa này. Rồi xong. Easy 25.000 máu. Kiểu gì cũng chết. Ok. Victory. Dễ nhở. À giờ bỏ qua mất 2 game đúng rồi đấy. À không, 2 game mà không phải 4 game nữa. Lần trước ấy, mình chơi là tầm này bỏ qua là mất 8 game rồi các bạn ạ. Tuy nhiên là bây giờ bỏ qua mất có 4 game mà. Không ngờ là cuộc sống bây giờ nó dễ dàng như mức độ đấy. Ok thì tập trước ấy, nhiều bạn nói với mình là mình sẽ cho hai con rồng huyền thoại đặc biệt này live với nhau để xem nó ra con gì. Ok thì hôm nay mình sẽ cho con Apocalypse này. Rồi, con rồng muốn nó thổi cả thành phố đây. Con rồng Apocalypse này với cả con Abyss live với nhau. Đây, hai con này sẽ live với nhau. Thì trước tiên là mình sẽ đổi tên cho hai con này các bạn ạ. Bởi vì mình thấy hai con này chưa được đặt tên. Tuy là mình chưa biết đặt một cái tên gì phù hợp ấy. Thì theo các bạn là mình nên đổi tên chúng nó là cái gì? Con Apocalypse này mình nên đổi tên nó là cái gì? Và cái con Abyss này mình nên đổi tên nó là cái gì? Các bạn comment ở phía dưới để mình biết nhá. Mình đọc tất cả comment các bạn ấy. Ok, thì cái skill của con này ấy, tập trước mình đã review cho các bạn xem rồi. Tuy nhiên là cái skill con này ấy, mình chưa có review. Thì cũng là cái chiêu Nuclear Hit này 1050, vậy là 3 chiêu 1050, 1 chiêu 750. Còn nếu như mình đi cho đi học võ sẽ như thế nào? Đây, nếu bây giờ nếu mình cho đi học võ thì xem thử con Apocalypse trước nhá. Cộng 14% này. Đây, chiêu này chắc là 1900 này các bạn. Cộng 79%, cộng 28% cũng được. Còn nếu là con Abyss thì sao? Hình như con này mạnh hơn đấy sao? 84% này. 85%. 117%. Mình thấy như con này có vẻ mạnh hơn con kia. Ok. Thì tập trước là cũng nhiều bạn thắc mắc ấy, không biết cái này nó ra cái gì. Bây giờ mình sẽ cho ra luôn để xem nó ra cái gì nhá. Ôi, full rồi. Từ từ, mình cho một cái này nó đi ra đã. Đây, cho con Leon Gaming, à con Leon Dragon này ra. Sấm sét và băng giá. Đây con này dễ like nhất này. Mình phải bán ra đi, mình có quá nhiều con này. Nó lan tỏa khắp hòn đảo của mình các bạn ạ. Mà mình không biết nó ở chỗ nào. Ok đây, cho con này ra nhá. Đây. Đây, Leon Dragon. Nó ở kế con chim cánh cụt các bạn ạ. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hai con này ra. Đây xem ra cái gì nào. Nó là cái con Legend ở trên đảo các bạn ạ. Nó chính xác là cái con Legend ở trên đảo. Cái con này là con xanh xanh rồi, mình không nhớ, mình chưa like ra bao giờ luôn. Vậy là tập sau mình sẽ review cái này cho các bạn xem nhé. Rõ ràng là con Legend các bạn ạ. Vậy các bạn hãy cố gắng like đi. Chắc chắn là cơ hội like hai con rồng Heroic này với nhau sẽ ra một con huyền thoại đấy các bạn. Đây, mình cho các bạn xem lại luôn. Đây, con hai Amuka và con giá đỗ nhá. Hai con này like với nhau thì sẽ có cơ hội ra được cái con rồng này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem ở trên đây luôn cho dễ này. Đâu nhỉ? Đây, con này này. Sẽ có tỷ lệ ra con này các bạn ơi. Tuyệt vời. Thế mà cuối cùng cũng like ra con này được, hay ghê. Rồi, mình đã like ra con này rồi. Đẳng cấp, đẳng cấp. Hồi trước mình chưa like ra con này luôn, tự nhiên bây giờ like ra được. Thì chứng tỏ là cũng khá là may mắn các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ like trên cái đảo luôn. Mình sẽ like hai con rồng huyền thoại mà mình đã có ở trên cái đảo để xem nó sẽ ra thêm con rồng gì nữa. Mình hy vọng là nó sẽ ra thêm một con huyền thoại nữa thì công nhận là cái số mình nó quá đỏ. Rồi nhá. Let's go. Bao nhiêu tiếng? 19 tiếng 59 phút các bạn. Thì mình không biết hai con. Ủa? Vãi, hai con này nó chả cái gì giống nhau hết ấy. Ok. Thôi cũng được các bạn ạ. Cũng tạm ổn. Bởi vì chúng ta đã like hai con kia và được con rồng huyền thoại rồi. Thì ok, mình sẽ luyện cho con này lên cấp 20 đã. Rồi, mình sẽ đặt tên là Satan Mặt Quỷ. Đấy. Vì nó có cái chuỗi vòng này nhìn khá là giống Satan ở trong Tây Du Ký, nhiều bạn nói thế. Và cái mặt của nó là cái mặt quỷ.
mật quỷ của Nhật Bản các bạn ạ, cho nên mình sẽ đặt tên là Satan mật quỷ nhá. Ok. Đó các bạn thấy giống không? Chuẩn Satan mật quỷ rồi, mốt mình sẽ dùng con này vào rất là nhiều cái dự án trong tương lai đấy. Ủa nhìn đô chưa các bạn, nhìn thấy bắp tay chưa? To thế nhỉ. Đeo cái chuỗi này, đeo cái chuỗi hạt này chắc cũng phải mấy trăm cân đấy. Nhìn thấy chất lượng rồi. Con này thì mấy cái skill nó như kiểu là nhìn thì như kiểu là học hết rồi. Nhưng thực sự là chưa học cái chiêu nào hết đấy. Và để xem nào. Mình nghĩ là mình nên đi học võ cho con này luôn đi. Để à quên, hình như tập trước mình xem học võ nó không có gì, không có gì lên cao hết đấy, cho nên mình đang suy nghĩ cái vấn đề học cho nó. Toàn cộng có 12, 12, 13 à. Thế nên thôi chắc là không học luôn. Để bây giờ mình sẽ đi luyện language cho nó luôn. Bởi mình đang có nhiệm vụ language luôn á, cho nên mình sẽ tiện tay mình luyện luôn nhá. Đây, bỏ qua luôn. Mình sẽ đổi team một chút. Vậy là mình sẽ không luyện bảo vệ bóng sa bang nữa. Mình sẽ tập trung luyện cho sa tăng mặt quỷ đây. Ok. Tập trung luyện cho em này. 20.000 máu rồi. Chắc con này nó cần hết quá. Nhìn đam mà thấy to. Ô, thanh niên này người Việt Nam này. Vua đấu trường. Này thì vua đấu trường này. Khỏe thế. Hóa Long Vương. Hay à. Ôi dám giết rồng của anh. Dám giết rồng của anh. Ô mang xà bát xà bông lên A trừ này các bạn. Lên A trừ từ khi nào mình không biết luôn. Nhơn này. Rồi tạm biệt với Misa luôn. Claim. Rồi đánh thêm thanh niên này nữa là vượt qua cái trang 42/400 rồi. 42/400. Gặp ngay thanh niên của con này rồi. Từ từ mình phải cho con này ra. Liếm trước một phát á. Ôi thanh niên này hai con heroic luôn. Thanh niên này hai con heroic luôn. Vãi trưởng. Vẫn không đủ để chết này. Ok. May quá nhờ vẫn. Đây mình nghĩ là nên cho con này ra làm trước một hit đó. Không biết đây có phải người Việt Nam không. Cái con này là cái con heroic đầu tiên đúng không các bạn. Con hai Infinity Dragon này. Hai Enity à, hay là Infinity gì á, Infinity Dragon gì á. Con này mình nghe nói là con heroic đầu tiên. Vì thế các bạn có thể nhìn thấy cái hào quang nó với cả sấm sét xung quanh này, nó rất là lớn. Con này cũng là cỡ hàng đầu này. Nhìn cái hào quang màu đỏ nhìn thấy chất rồi. Ok, xong. Mình đang luyện, tập trung luyện cho sa tăng mật quỷ các bạn ạ. Rồi, claim. Vào đây. 1/8 rồi. Mình vẫn đang hạng nhất các bạn ạ. Chắc mình cũng không cần đua nhanh đâu, mình đua từ từ thôi. Không biết con này có thể sử dụng ở trên hệ chiến binh, ở đấu trường chiến binh được không ta. Theo các bạn đoán là sau cái đấu trường chiến binh thì nó sẽ mở thêm đấu trường gì. Chắc mình sẽ bán mấy cái này đi nhở. Bán mấy cái này kiếm tiền. Chứ bây giờ cũng chả cần thiết mấy cái này nữa. Ok, mình sẽ lên đánh đấu trường tiếp nhá. Đây, mình phải thay đổi một chút. Mình phải thay đổi một chút mới đánh được. Ủa, cái con bảo vệ bán sơ bông nó còn mạnh hơn cả con này nữa. Đây, đây đội hình mạnh nhất của mình hiện tại. Cái con này ấy, nó còn mạnh hơn cả con Aokiji luôn các bạn. Đúng là cái con epic nhưng mà sức mạnh thì nó là ở tầm legend rồi. Kinh thật. À nhờ bị dính một vố đau quá. Ôi, mấy con này đều bị khắc hệ à, bị khắc chế hết các bạn ơi. Đau quá nhờ. Ôi, ba con này đều bị khắc chế à. Ba này đều bị khắc chế bởi cái con này. Kinh quá. Ôi, không chết. Ủa, nhưng mà sao nó không xài cái chiêu hệ pu để tiêu diệt con của mình ta. Ok. Mình không quan tâm. Rồi, xong. Hệ bóng tối nè. Thôi, tập trung luyện cho em này đi. Con này có chiếu nước không ta? Ôi chết, có chiếu nước rồi, tôi xong. Mình không để ý rồi các bạn ơi. Rồi ra đi luôn rồi. Chắc giờ chỉ có con này thôi. Một hit xong. Ok, tuyệt vời. Ôi đây, ba con rồng ở trong đảo này các bạn. Đây là ba con rồng ở trong đảo luôn. Ba con rồng live trong đảo luôn. Tuyệt vời. 24, 25. Đây, con này ra hợp lý nè. 24, 25, 25. Đánh được. Dù có chết cũng sao, bởi vì hết cái lần này là nó hết lượt rồi các bạn. Thế là dù có thua thì cũng chả sao. À dù có chết một con rồng hay hai con rồng cũng không sao lắm. Ok. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ thắng thôi. Thắng chắc rồi.
nhiên đến cái rank kim loại 2 thì vãi. Nhưng đến cái rank kim loại 2 thì nhiên là tăng sức mạnh rõ rệt luôn. Quang. Con rồng này có hệ nước không ta? Mình cứ suy nghĩ con này có hệ nước các bạn ạ, mà mình nhầm hoài. Ôi chết, lẽ ra mình phải xài chiêu 3 với nó tăng thêm 30% đam các bạn ạ. Nè, chiêu này này. 17.000 máu, 15.000 ạ. Tuyệt vời. Xong. Đó. À quên, thì bây giờ mình muốn nói về cái bang hội một chút. Thì hiện tại mình đã đóng bang hội này rồi, bởi vì đã đủ điểm rồi. Đã đủ điểm để đạt được cái dương level 5 rồi các bạn ạ. Đây, đã đủ điểm để đạt được cái dương level 5. Vì thế mà bây giờ những ai vào ấy thì cũng không làm nhiệm vụ được nữa. Các bạn biết tại sao? Bởi vì nó đủ điểm rồi, cho nên làm nhiệm vụ nó cũng sẽ không tính nữa. Và những cái bạn nào bây giờ vào có nghĩa là chỉ là hưởng thôi. Cho nên mình đã đóng cái hội lại vào để cho khi nào mà nhận dương xong rồi mình sẽ lại tiếp tục tuyển người tiếp nhá. Bởi vì những cái bạn nào vào bây giờ ấy thì chỉ tự nhiên vô cái không làm gì được dương level 5 luôn, quá tuyệt vời. Vì thế mà mình sẽ không ưu tiên những cái thanh niên như vậy. Và thay vì việc đó, những ai mà thực sự làm việc thì sẽ được điểm những ai thực sự làm việc thì sẽ được dương level 5, còn những ai không làm nhiệm vụ mà dưới 300 điểm thì mình đã kích hết rồi. Ok, như mình đã nói tôn chỉ của mình từ khi mà mình lập ra cái bang hội là như thế, những ai mà dưới 300 điểm thì sẽ bị kích, và nếu mà đủ điểm rồi thì mình sẽ kích những ai dưới 300 điểm ra và mình sẽ khóa cái bang lại, đến khi nào mà nhận dương xong thì mình sẽ lại mở cái bang ra, như thế thì nó sẽ công bằng hơn so với tất cả mọi người. Ok rồi, cho tới khi mà chúng ta có được cái con Vulcan Dragon nhá các bạn, cố lên. Bây giờ mình không biết là xem cái bang hội của mình hạng bao nhiêu nhở. Để mình xem thử cái bang hội của mình hạng bao nhiêu nào. Đấy, My Rank 8.000 các bạn ạ. Hiện tại là bang hội của mình đang hạng 8.000. Bởi vì bây giờ mọi người phải làm nhiệm vụ nhiều lên thì cái bang hội của mình nó mới lên top cao được các bạn ạ. Hoặc là không phải, hoặc là cái huân chương này càng cao đúng không nhở. Hình như là cái huân chương càng cao thì cái bang nó càng cấp cao hay sao đấy. Nhưng mà mình không quan trọng lắm đâu, mình chỉ quan trọng là những ai làm nhiệm vụ thôi. Thế nhá. Rồi. Ok. Thì cái tập này nó sẽ ngắn đây thôi nhá. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì các bạn hãy đoán thử xem. À từ từ mình muốn vào trong shop xem nó có bán con rồng gì, huyền thoại gì mới không đã. Bởi vì thường ấy là nó có sự kiện này nó hay bán với con rồng huyền thoại mới, tuy nhiên là ở đây nó sẽ không bán. Thật tuyệt vời. Thì các bạn thử đoán thử xem hai con này like với nhau sẽ ra con gì nhá. Đây, các bạn thử đoán xem like hai con này với nhau thì nó sẽ ra con rồng gì. Và mình khá là may mắn đó, mình đã được thêm một con rồng huyền thoại nữa mà mình chưa like bao giờ luôn. Ở tập sau mình sẽ review cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.